ngày đi thì tôi nghỉ, ban ngày thì mình hành quân. Tôi đến một cái trạm, nó gọi là giáo liên, có một đoàn, ví dụ mình đến cái trạm này thì giáo liên nó sẽ đưa mình đi hết cái ngày này thì mình sẽ đến một cái trạm tiếp, không có biết cây số, không có biết giờ giấc, trong rừng núi là không biết cái gì hết á, chỉ biết là ngày đây đây và tôi đến đó. Thì tuổi trẻ con ạ, không thấy khổ mà vượt, tuy nhiên là vượt đèo cao dốc đã tới bèo đấy, nhưng mà không thấy mệt đâu. Mà con nói ví dụ lên cái đỉnh gọi là đỉnh Ta Băng mà đi lên là con biết không, đi lên là mình thấy trên đời mình là mây, trên mà mây mà dưới chân mình cũng mây, giống như mình đi trong mây. Một tay bèo thì lật ngược ra phía sau. Tụi bác mới nói với nhau thế này, tại vì là nói chứ mình đi chiến trường lúc đấy cũng toàn những người mà đã hoàn thành ít nhất là chương trình cao đẳng hoặc đại học, bảo ôi sẽ đúng là chấn đạp máy bay tóc vơn gió núi, đúng thật sự lúc đấy là như vậy luôn. Mà thấy rất là đẹp luôn á, khi mà vượt cái sông Sebo đó con ạ, là buồn cười lắm, đi dẹp cao su mà con sông đấy là mình cứ đi đi dọc con sông đấy mà đã thì trơn, cho nên cái dẹp nó lên tăng cái khoang chân của mình này nè, mà cứ đi như thế thôi, cứ bị bọt là vì nó trơn quá. Mà mình đi đó là khi mình đi qua đất Lào đấy con. Thế sau này, mà lúc đấy là tức là các bạn bè đều rất là lạc quan, đều nói với cháu thế này. Sau này trong phần lý lịch của mình là đã có một phần là đi ra nước ngoài. Khi về đó là có 3 người, một anh giáo viên về, một cô bác sĩ nữa về, bác là 3 đứa đi. Thì đi trên đường về thì úi cha là sột rét. Thế là sột rét mà con biết không, 39 độ. Nhưng mà trên rừng thì cũng có thể nghỉ, mình phải đến cái tràm thì mình mới nghỉ được. Thế là bác đi, bác để một đoàn lớn đi nổi nữa, thế là bác trượt chân, bác lắng từ xuống vực. Thế là rất may vì hồi nữa đeo cái ba lô thì cái cấy nó móc vào cái quái ba lô của mình, giữ mình lại. Chứ không thôi là cái bạn giáo liên mà dẫn mình đi á, bác nói thế này, ôi cha, lúc mà thầy lắng mình mà thầy bạn lắng xuống vực là mình nghĩ là chuẩn bị đứng đấy mà đọc điều văn cho bạn chứ không còn cách chi nữa đấy. Nhưng mà cuối cùng lên thì máy trong đoàn có một người cũng là bác sĩ, thế là lúc đấy bác bị vào những cái đá nó vào thì phải cắt tóc rồi khâu các thứ ở trên đầu, khâu ngay luôn đấy. Tay đấy thì mình có hộp, gọi là cái hộp dụng cụ kỹ thuật, có kiếm chỉ tất tần tật đấy con, không sống luôn thế.